kính chào quý vị và các bạn. Chiều tối nay thì không khí lạnh đã về tới gần biên giới phía bắc của nước ta. Dự báo là trong đêm nay thì nó sẽ tiếp tục di chuyển xuống khu vực miền Bắc cũng như là miền Trung gây mưa. Ở miền Bắc và Thanh Hóa dự báo là sẽ không mưa nhiều, chủ yếu xuất hiện mưa về đêm nay cũng như là sáng sớm ngày mai. Sau đó thì trời chuyển gió khô ngay. Còn các nơi khác ở miền Trung, dự báo là gần sáng mai thì mưa sẽ lan dần ra khu vực từ Nghệ An trở xuống đến Quảng Ngãi và có thể kéo dài trong vài ngày tới. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày mai thì thủ đô Hà Nội và nhiều nơi khác ở khu vực miền Bắc cũng như là Thanh Hóa sẽ chuyển rét. Nhiệt độ cao nhất là từ 16 cho tới 21 độ. Riêng với Điện Biên Phủ thì trời nắng, nhiệt độ cao hơn là 27 độ. Còn các thành phố khác với Vinh hay là Đồng Hới thì trời sẽ chuyển lạnh 22 đến 24 độ. Huế và Đà Nẵng thì nhiệt độ cao hơn 26 đến 28 độ, trời dịu mát. Còn với các thành phố như là từ Quảng Ngãi trở xuống đến Phan Thiết thì nhiệt độ ít thay đổi 29 đến 31 độ. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo là ngày mai trời cũng sẽ chủ đạo là nắng. Nhiệt độ cao nhất tại các thành phố ở khu vực Tây Nguyên như là Kon Tum, Pleiku và Buôn Ma Thuột 29 đến 32 độ. Còn thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác ở Nam Bộ thì nhiệt độ cao hơn 30 cho tới 35 độ. Chuyển sang thời tiết biển, huyện đảo Hoàng Sa từ đêm nay thì gió sẽ mạnh dần lên là cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Huyện đảo Trường Sa, trời mưa vài nơi, gió ở đây khoảng là cấp 3 đến cấp 5. Với vùng biển từ Thanh Hóa trở xuống đến Quảng Bình thì gió cũng mạnh dần lên là cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Ngày mai thì vùng gió mạnh này sẽ lan ra khu vực từ Quảng Trị trở xuống đến Quảng Ngãi. Và cuối bản tin là phần dự báo cho các thành phố Trung Bộ trong đêm nay và ngày mai.